anh em mình làm hàng khoai tây đi nhá. Gì vậy? Tự nhiên giờ này anh em á đang đoàn kết với nhau, có gì ăn cái đó. Bây giờ mày bỏ anh em đi, mày làm gì mày thấy được không? Bây giờ mày có chuyện gì mày chỉ cần nói với mấy anh em ở đây thôi là mấy anh em cứu mày được hết. Mày lấy cái gì mà mày đòi bỏ đi? Còn mày cô giết. Anh em mày làm mày quay tới đi nhá. Đi. Mày đi đâu? Hello anh em à, anh em còn nhớ cái gương mặt này không? Đây là VV Vlog nha, lâu rồi mới xuất hiện lại nha. Thì sắp tới thì sau khi VV sẽ củng cố lại thì VV sẽ ra nhiều vlog hay hơn cho anh em coi nha. Đó, thì bây giờ VV là bị dính Covid. No. Này à, mà tới đây chơi tụ họp chơi thôi. Đó là anh em mình làm clip chơi cho vui thôi. Thì vậy bữa mình sẽ tụ họp là VV nè, Thi Thỏ, Trang Moon rồi đầy đủ luôn. Lại anh em mình sẽ chơi một cái gì đó hay hay. Đó. Nói chung là tụi mình đó vẫn còn chơi với nhau. Nhiều anh em nói là nghỉ chơi là không có nha anh em. Chẳng qua là tại vì tụi mình không thích chơi với nhau nữa, nghỉ chơi. nói chung là sao ha, tụi mình là lo công việc quá. Đó, sắp tới đây cũng lên sóng nè. BT, nói chung là cái này mình giấu thôi, cái này gương mặt mới nó mình giấu thôi. Bây giờ là mình chỉ kiểu là mình cho anh em biết là tụi mình vẫn còn chơi chung với nhau. Rồi, cảm ơn BB nhiều. Cảm ơn, có lại cảm ơn. Đây nè, đây là Baker mình thấy chưa? Đó. Baker rồi, bọn này camera man. Camera man. Rồi. Vào TikTok để xem clip mới quay nha. Mọi người vào TikTok xem clip mới quay nha. Không có clip này chắc up luôn YouTube cho vui đi. Lòng tiếng cười vô. Phải đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ok. Mà nó khớp nhạc không?